Ok, chào các bạn. Mình tiếp tục cái chương trình chụp ảnh nhé, review ảnh nhé. Nhảy máy nóng quá, nó bị rớt. Ok, tiếp tục cái phần hình ảnh hồi nãy là cái hình của bạn Trần Anh Hải. Mấy bữa chích xong thì mình đã ổn rồi, không bị gì hết. Có nhiều người bị sốc thuốc đó bạn, nguy hiểm. Okay. Sao đây? Các bạn sẽ được mình bỏ lên YouTube và trên cái review của cùng Mon tập 6 nha. Ok em. Rồi. Nãy như anh nói rồi đó, nó sẽ phải có cái điểm điểm neo là một cái gương mặt hoặc là con mắt vừa chòi lên. Chòi lên với hai mắt thậm chí là thấy nguyên cái giò, cái chân hoặc là cái tay, đó là cái mà hay dùng neo á, gọi là mình nói neo mắt chứ không, nhiều người không hiểu luôn, hoặc là cái anh các chị cũng không hiểu mình môn nó nói gì luôn. Thật ra nó là vậy, hoặc là cái người đó ở đâu đó, một cô gái đang đứng đây nhìn nhìn, nhưng mà nó sẽ che cái điểm điểm này nữa. Bây khi mà làm cái chuyện đó thì các bạn sẽ phải canh giữ lắm. Giống như bạn này đang ngồi đang đứng ở đây nè, nó xa lắm, nó không có gây cái sự hứng thú. Hoặc là nếu mà có đứng ở đây á, thì cái mẫu bạn mẫu này á, cái bạn này có thể là mẫu này ha, thì cái màu sắc của các bạn này nó không phải là màu trắng, nó phải là cái màu gì đó để nó nổi bật bừng bật bừng bật bừng bật, chứ không phải là mấy cái nhà này nó ăn hết bạn này luôn, nó không còn hợp lý nữa. Và như vậy cái hiệu quả của mẫu đứng đây nó là hiệu quả, nó không ra hiệu quả, thậm chí là cái trục đen này nè cũng đang phá hình. Nó phải là một cái luông tuồng, nó phải là vàng hết, giống như ngoài đây nè, giống như ngoài đây thì mới ra được cái hiệu quả cho bức hình. Cộng hơi nó bị đốm đốm giống như con chó đốm á, rất là khó, rất là này, cái vùng này đen này các bạn thấy không, khó chịu lắm, nó không ra được hình. Thậm chí cái phần mây bên đây rất là đẹp, nhìn này các bạn nhìn này ha, rất là may. Và như vậy thì rất 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 nhiều thứ để nhìn cho bức hình, thì biết là có đường line rồi đó, biết các kiểu hình đẹp các kiểu, nhưng những cái phần nhỏ chi tiết thì mình lại chưa có detail, nó xảy ra cái chuyện là nó chưa có hết được cái hình. Và như vậy thì cái hình của bạn có thể hết được nếu như các bạn biết cái điều mà nãy giờ Mon nói, thì các bạn sẽ ra được một tấm hình nó chất lượng hơn so với cái các bạn đang thể hiện. Ok, đó là cái Mon biết và Mon nói thôi nha. Còn các bạn nào không thích, ok pass qua, không có vấn đề. Tôi thích chụp thế thì tôi chụp cũng không sao hết, everything ok. Tấm này thì anh sẽ cho em là 6.5/10, tại vì có chơi đường line và cái màu sắc rất là dễ thương, rất là Hà Nội, anh rất là thích. Và ít ra cũng được thấy được cái Hồ Tây, cũng chưa được đi ok, hy vọng được ra ngoài Hồ Tây gặp Hà Nội một lần nữa để gặp tụi em nhé. Mấy bữa cũng được đi workshop của bên shop Giang Duy Đạt mời á, quanh hơn á, rất là dễ thương á, rất là thích, rất là mong gặp các bạn Hà Nội dễ thương lắm. Ok, bắt đầu mình tiếp tục qua tấm thứ ba nhé. Tấm cuối luôn rồi chứ. Ok, Trần Anh Hải tiếp tục ha. Cảm ơn em nhé, em rất là ủng hộ cái chương trình của anh luôn rồi đó. Thành top top fan luôn rồi đó. Cái này cũng chơi giống như nãy anh nói cái tấm hình của em á. Để anh vẽ ra cho ha. Đấy, right. Right. Đấy. 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 Đây. Thì cái những cái đường này là nó em thấy rõ ràng là nó bị đan xen với nhau, và như vậy nó không có mút cái hình, nó cái hình của em bản chất nó đang ở trên cầu và chụp nó sẽ bị rất là giật giật giật. Anh cái với em đều là xe mình xe bự mà đi ngang qua nó sẽ em không có phơi nổi đâu. Và cái tia đang rất là đẹp nhưng mà nó không có đủ, tại vì tia đang đang bị kiểu giống như là nó không có phân bố đều, ví dụ như nó phải phân bố đều ra thì người xem người ta sẽ cảm giác như à cái này chụp có chủ ý này, mà tại sao người ta có thể xây đẹp như vậy, có cái sự phân bố đều của cái tia thì như vậy sẽ hợp lý hơn. Cái màu sắc của cái màu này giống như rất là giống màu phim,
không biết có phải chụp phim không, màu đẹp quá dễ thương, cái màu kia cũng dễ thương nữa, không biết phải phim không nữa. Cái độ mà chuyển của từ đen sang 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 thấy nè, rất là nhẹ nhàng, không bị chói, không bị lóa và bla, rất là hay. Rồi, tấm này hay ho, kiểu là đứng ngay cái chỗ chỗ này nè, đứng trên cái dốc cầu bắn. Thêm vài câu chuyện nữa thì hay, thì anh không biết câu chuyện gì tùy cái người kể thôi, chứ anh không thể nào mà ngồi tưởng tượng ra thêm nữa, thì lại vợ dở tấm hình của em ha. Anh thích tấm này cũng ok, kiểu sống chia sẻ lại cái niềm khung cảnh của, nếu đối với anh niềm thắp xuống để cho cái độ rộng của cái bờ trên trời đen này nó đã, hoặc là em có thể lật ngang ngang luôn, lật cái lens cap, chứ đừng để nó đang 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 vuông, đang thẳng đứng, có thể để ngang cho nó để độ rộng nó cao hơn, tại vì bên đây nó sẽ còn có đường line nữa. Ok, và em có thể chọn góc nào thêm nữa. Ok, tấm này chỉ đơn giản, nó rất đẹp nha, màu sắc ok, everything ok, nhưng cái điều mình nói là vẫn là cái điều trong bức hình nó là cái gì á, thì nó chưa đầy đủ lắm, chỉ mới là đẹp cũng chưa đủ ha. 6 trên 10 tấm này. Ok, như vậy là chúng ta đã xong phần cuối tuần nhẹ nhàng với 4 4 tấm ảnh của các bạn. Hy vọng là sẽ gặp lại các bạn vào cái tuần sau với những cái bức ảnh nó gây gây hiệu quả cho ánh, gọi là gì, tích cực hơn trong cuộc sống, mang ý nghĩa nữa, chứ không còn chỉ là chụp đẹp thôi. Ok ha. Rồi, chào các bạn, hy vọng gặp lại các bạn sau. Bye bye. Các bạn thích kênh thì các bạn like cho mình một like và subscribe kênh nếu các bạn muốn thêm nhiều video mới nhé. Ok, chào các bạn. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau. Bye bye. Đơn giản thôi. Ok.